Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Banda ơi, con cá này em câu được nè chị Banda. Ủa cái này chị móc trước rõ ràng mà nói gì vậy hết. Chị Banda ơi, con cá này rõ ràng là nó thuộc về em mà. Không tin là em gị nó nè chị Banda, em gị mạnh hơn nè. Chị coi nè nó, em lôi lại nè. Chị cũng rảnh hết sức nha chị Banda. Con cá này á là của em. Chị Banda thả ra đi. Ui, nó nhảy vô hồ kìa. Lôi nó về luôn chị Banda, lôi nó về luôn chị Banda. Lôi về luôn. Ấy. Đâu về đưa chị nha. Không chị Banda, con cá này của em chị Banda. Còn lâu mới là của chị. Rồi. Chị gị mà hồi đứa con cá ra làm đôi bây giờ chị Banda. Chị Banda ơi, cái hồ cá của mình có con gì đang phá kìa. Chị thấy nè, giống con rùa quá vậy. Con rùa chứ con gì nó chìm ra. Ê con rùa này nó ăn cá của mình nè. Mày ăn cá của tao mày. Mất một con cá nữa hết rồi. Đúng rồi, đứng lại con rùa này, con rùa mặt đi hai chân này. Đứng lại, bắt nó về chị Banda. Chị móc nó nè, chị bắt nó. Em chụp nó rồi chị Banda. Chụp nó lên. Rùa hả rùa, bắt được nó rồi chị Banda. Bắt nó đi hết. À, hỏi tội đi chị Banda. Con rùa mặt này. Chị trả cá lại đây cho. Dám ăn cá của đấy hút hả mày? Ui, lắc cái đầu hả? Chị điều tra nó mới được, đứng lại. Hỏi nó chị Banda. Mày có ăn cắp cá của nó hút không mày? Có ăn cắp cá của tao không? Hả, nó gật đầu kìa có hả? Cá của tao không? Rồi, mày gật đầu hả? Rồi đi về luôn chị Banda. Bắt về cho mèo trừng trị chị Banda ơi. Dám ăn cắp cá của nó hút hả? Đúng rồi, phải nhốt nó lại, con này nó dám ăn cắp cá của mình mà chị Banda. Nhốt nó lại chị Banda ơi. Thu hoạch một tí xíu cà rốt, sau đó mình sẽ trồng vụ mùa mới thôi nè. Trời ơi quá chừng cà rốt luôn nha. Một hồi nữa mình sẽ sửa nguyên cái ruộng của mình lại luôn mấy bạn. Ủa gì vậy? Dê. Trời ơi con này, em ơi đi ra chỗ khác em ơi. Được, đừng có phá ruộng của chị đó. Em muốn ăn thì chị cho em ăn chứ đừng có phá cái ruộng cà rốt của chị em ơi. Trời ơi cười luôn á. Ui cái con này không tắm là sao mà bốc mùa quá chừng quá đất luôn à. Thôi quá, đi ra chỗ khác chơi đi nha. Đừng có phá cái ruộng của chị đó nha, để chị làm ruộng nha. Trời ơi ngoan ghê nó biết nghe lời. Ui da, trời cái con này không giữ ghê luôn á. Khoai làm gì đó đâu, tự nhiên nó hút mình một cái đâu, muốn chết luôn à. Thôi mấy bạn ơi, mình né xa con này ra đi, không thèm nói chuyện nữa đâu. Giờ mình lấy cà rốt lẹ lẹ lên để hôm hồi nữa nó lợi để nó giành cà rốt của mình nó ăn luôn các bạn. Vì vậy muốn ăn gì vậy? Trời, cái con này quá đáng thiệt luôn nha. À bé dê ơi, em là dê đúng không? Em dê thì em không ăn cà rốt đâu đúng không? Đúng rồi, chị có lúa nè. Chị xin lỗi em vì đã chê em bốc mùi nha. Nhưng mà chị có lúa của bà Banda này, em thích ăn lúa không? Nếu như mà em thích ăn thì chị cho em nha. Chị cho em ăn xong rồi em hứa đảm không có cắn chị, em không có khúc đầu trong người chị nữa nha. Trời ơi con này, tức quá đi mọi người ơi. Mày mà không phải là con dê là nãy giờ chị cho em vô nồi đó. Đừng có khúc nữa cái con này. Thôi nè bé dê ơi, chị cho em lúa nha. Rồi đó, hai cái cọng lúa rồi kìa. Em lấy em ăn, em vọng gì được em ăn luôn đi em. Rồi xong rồi em trèo lên bàn thờ cho chị, em ngồi luôn đi em. Chị lại em, đừng cắn chị nữa, đừng có đánh chị nữa nha. Để chị làm ruộng nha em ơi. Thôi hy vọng là con dê nó sẽ hiểu được tiếng người các bạn, nó sẽ nghe lời, nó không có hút đích mình nữa mấy bạn ơi. Ui, cái con này sao mà nó nguy hiểm quá, nó làm gì vậy trời. Ơi, em ơi. Ôi, nó bầu trời, tôi không muốn làm ruộng nữa. Bữa nay con dê trong mày đó nó bị cái gì vậy mọi người? Ơi, con này quá đá thì cắn ra tôi ra đi. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Ba người ta, con dê này nó hút trời quá nè, nó đang muốn ủi tôi nè. Ôi, tôi quánh nó đi. Mèo đang bị ăn hiếp mèo hả? Trời ơi. Hên là có người thùng Red Hood kịp thời á. Ủa, chị Banda đem đi đâu vậy chị Banda? Không có được. Nhốt vô chuồng cừu vậy cưng nè. Không có nhốt nó vô chuồng cừu được. Ủa cái con gì vậy? Ông với bà Banda bắt được đảo hả? Không có nhốt nó vô chuồng cừu được, cái con này á bắt buộc phải nhốt nó ra đây nè chị Banda, nó có nước nó mới sống được. Đâu vậy? Em bắt nó ói cá ra nè chị Banda. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra đây vậy? Nhốt mày lại cho mày nhỏ cái mặt ăn cắp cá của Red Hood là mày toi rồi. Bé này nhìn giống con rùa ghê luôn ha. Con rùa cái gì nó là kẻ cắp á mèo. Nó ăn cắp cá của chị đó. Ăn cắp cá của tôi với chị Banda. Cái này chứ con rùa đi hai chân như ninja rùa vậy, hết này mất dễ thương quá vậy. Dễ thương cái con khỉ á, nó ăn cắp cá dữ lắm á mèo. Nhìn cái mặt nó vậy thôi chứ nó ác lắm á mèo ơi. Cái con này sao càng nhìn lại càng thấy quen ta. Để đó, đó thấy không? Mỏ vịt lưng rùa mà đi hai chân. Ở trên đầu hình như còn có, hình như trên đầu nó có cái chén nước hay gì vậy đúng không? Tôi không biết, tôi không quan tâm. Tôi đào nó lại luôn mèo ơi. Trên đầu hình như là có cái lá sen, lá súng và cái chén nước. Đúng rồi. Con này mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ cái con này không? Lần trước hình như là tụi mình có làm video về nó rồi thì phải. Nó chính là con cát ba hay cái gì á, là ở Trịnh Thiết Đô hiện Nhật Bản. Con này bên Nhật Bản mới có nè. Sao không chị Banda kiếm được con này hay quá vậy? Nói ăn cắp cá của tôi chị Banda. Nó ra ăn cắp cá của chị đó. Rồi xong nhốt nó vậy là được rồi mèo ơi. Làm gì có cái chị mà cấp 3 đi ăn cắp đồ, từ đó tới giờ cấp 3 là loại sinh vật rất là hiền luôn nha, dễ thương, nó thích chơi trẻ em lắm luôn á, nó đâu có ăn cắp đồ đâu. Đúng rồi, thích chơi dữ lắm. Tôi á, cái chị Panda vừa bắt con cá kia đi, xong quanh lại thấy nó đang đợi dọc cái hồ cá của tôi ăn hết mấy con luôn mèo. Không, nó rất là yêu thiên nhiên. Bắt nó quả tang luôn mà, bắt quả tang bại trận luôn mà, còn gì để nói nữa không? Mày còn chối hả? Nè, mày coi kìa. Nó không ăn cắp đồ đâu. Nó đang cố gắng bắt con cá của tôi kìa mèo. Cố gắng con khỉ đó giờ vô trong hộ con cá còn sống nhăn răng, nó có ăn con cá đâu mà ăn cắp. Thôi mà tôi thấy ghét nó lắm, tôi phải bắt được cho nó, bắt được nó vậy đó. Hình như là nó bắt nó rất là sắc bén luôn, một hồi nó liếc con cá, đứa con cá nó ngửa bụng liền bây giờ nè. Theo tôi nghiệm có cái mặt của nó còn hiểu còn kia mà chị nó ánh mắt sắc bén nào đâu ra. Thôi rõ ràng tôi với chị Panda thấy rõ ràng tận tay tận mắt chứ không phải là làm chim bao mèo. Thấy rõ ràng nó đang lồm con cá kìa, con nhìn vô đi, nó lồm con cá kìa, thấy chưa? Mẹ coi kỹ cái mặt nó đi, mẹ coi cái mặt nó đi kìa, con mắt nó sắc bén ghê chứ mẹ coi lồm con cá kìa mẹ ơi. Tôi nghi ngờ có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây, con cấp 3 không bao giờ đi phá đám kiểu đó đâu. Thôi bây giờ tôi bắt là tôi không thèm nói nhiều với mẹ, tôi vô nhà đây. Chị Panda, ngày mai em chị đem vô làng bán đó chị Panda. Trời bán làm gì đừng có bán, chị nghiệp quá. Ngày mai qua. Ôi hai cái người này thiệt tình luôn á, chắc là phải có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Cấp 3 là loài sinh vật rất là hiền các bạn, nó chỉ là con rùa thôi à, nó tắm ở dưới nước, nó ở dưới nước chứ có làm gì ai đâu. Chắc là mình phải đi vô trong nhà kìm cây cúp hay cây rìu gì đó, mình sẽ hả em bé cấp 3 này về đi mấy bạn ơi. Đây hên quá, trong rương của mình có cây rìu nè. Bé cấp 3 ơi, chị ra chị hả em về nha, tội nghiệp em quá chừng luôn à. Ông Phút đang ở trên đó chơi game hay gì vậy, còn chị Panda đâu là ta. Rồi hai người này không có ở đây thì mình sẽ đưa em cấp 3 về biển của em. Ôi mà chết, trời ơi tự nhiên đi thấy cây rìu làm gì đấy, rắc cái này phải lấy cây cúp mới đúng. Ủa nhá, ai bắt vậy? Đang tính làm cái trò vậy đó hả? Có làm gì đâu, có làm gì đâu. Đang tính làm cái trò vậy đó hả? Làm gì đâu, không bắn cùng tên vô đầu của tôi vậy thấy không? Dạ mèo có ngon, mèo đụng với nó một cái cái tôi bắn mèo không mà biết. Tôi đâu có đụng. Ê con cá mà nó nhảy lên bờ tôi hút, để tôi giúp ông ha. Nè. Không có cần mèo ơi. Ủa tôi nghiệp quá. Gì vậy? Con cấp 3 này sinh ra cá thiệt hả ta? Sao hồi nãy rõ ràng trong hồ chỉ có một con cá bây giờ lại có hai con. Ôi, chuyện tâm linh mấy bạn ơi không đùa được. Chuyện này đúng là không đùa được luôn á. Thì đang cắp cá của tôi rồi nó ngậm trong họng nó nhả ra chứ có gì đâu. Thả nó ra cho nó đi mèo, nghĩ sao vậy? Nhiều khi cái mai rùa của con cấp 3 chứa cá trong đó là sao biết được. Đi ra chỗ khác mèo, mèo mà đụng tới nó tôi đứng đây tôi canh, tôi thấy được là tôi quánh mèo. Tôi đụng tới con cấp 3 đâu, tôi lợi tôi tham quan tôi coi hay làm gì không dữ vậy. Tôi tham quan luôn, đi về mèo. Đi về. Coi kìa đét có xấu tính thì mấy bạn thấy không? Mình đi vô mình đổi cây khác chứ không phải là mình tốt lành gì đâu nha mấy bạn. Mình phải giải cứu được bé cấp 3 ra ngoài thôi. Tự nhiên lấy lộn cái rìu và lấy cái cúp rồi nè. Rồi đình đình con mốt đang ở đâu? Mình cảm giác vậy nè. Hôm nay đi mai mốt, đi mai không? Không. Sao không đi mai với tôi? Không có đi mai vậy trơn á, mèo tính á đụng con cấp 3 của tôi hả mèo? Tôi có đụng con cấp 3 đâu, con cấp 3 trong chuồng con không. Cái con này không phải cấp 3 nữa, cái con này là con á quá giật rùa ăn cắp cá của đét hút. Trời ơi cái tên ta cấp 3 dễ thương quá, kêu ta là quái vật là quái vật, quái vật. Ông đi kỳ thị con rùa tội nghiệp ghê luôn á mấy bạn ơi. Đi Panda, mèo muốn ăn cắp con cấp 3 của tụi mình kìa. Cái gì mà nói chuyện xuất hiện kéo mèo à. Riết là cái nhà của chị không hàng rào hàng riết gì, chị từ trên lầu mà chị nhảy xuống đất cái bụp gì đó. Đó lẹ mèo. Để chị ra đây hả, chị nói rõ cho cưng biết nè, cưng lên đây chị nói một lần này là cưng không muốn làm gì đó, cưng lên đây đó nhìn sao đúng không? Cưng nó đen đấy con cá chưa? Đó. Như vậy bây giờ không tin gì nữa đó, thấy chưa nè. Chị Panda bị ủi con cá nè, đó thấy chưa? Chị Panda không tin nhảy xuống nước để coi con cá, em tin chắc là con cấp 3 nó hung dữ dữ lắm đó chị Panda, chị nhảy xuống cắn chị liền á. Không tin chị mở cửa chị nhảy xuống đây. Rồi là đâu quýnh con cá thấy chưa? Ủa, cái này sao nghe nó quen ta, nó đâu đánh con cá đâu, hình như là chị bị bắt cung á chị Panda. Đâu, tôi đứng tôi có cầm cây cung đâu, mày nói gì kỳ vậy? Mày nhìn cái tay tôi có cầm cây cung đâu. Đó. Rồi. Chị Panda vừa lại gần nó thở cái chị Panda ngụm luôn. Chị sợ quá, chị về chị trốn nha. Con cá này nó cắn chị Panda nè, thấy nó dí hay nó cắn cấp 3 tội nghiệp cấp 3 không? Nãy giờ là con cá nó cắn chị Panda tôi đứng chưa thấy nè. Không nói nhiều, không cần phải giải thích với mèo nữa, mèo biết gì bển liền. Con cấp 3 tội nghiệp với mọi người ơi, chắc là mình phải tìm đường để giải cứu bé cấp 3 đưa nó về biển thôi. Mấy bạn thấy sao? Nếu như các bạn thích thì đừng quên thả like cho video này của mình nha. Nay tụi mình đã ra video rất là nhiều luôn rồi đó mà mấy bạn ít thả like quá chừng mày buồn lắm luôn á mọi người. Hy vọng là các bạn xem video các bạn có thể cho mình xin một like thôi nha. Một like của các bạn thôi là động lực quý giá và rất là lớn lao đối với mình luôn á mọi người. Trời ơi mấy bạn ơi, tối luôn rồi đó mà bây giờ ông Phút với chị Panda hai phiên nhau canh chừng con cá ba tới tận bây giờ mà chưa chịu đi ngủ luôn. Mình định đâu là buổi sáng không ra tay được thì buổi tối mình sẽ rình rình mình ra tay hả bé cấp 3 ra mà coi cuối cùng hai người kìa. U là trời ơi, tội nghiệp con cấp 3 ghê luôn á. Chị Panda, một người ăn một người canh coi kìa, ai mà chịu cho thấu. Bà đem bánh cho chị Panda. Trời ơi chị chưa có đói, chị không có đói đâu, đừng có kêu chị ăn nữa. Chị ngồi chị mở mắt cho to lên nha, ngày mai em sẽ đem bán cấp 3 đó với giá 100 viên emerald, em với chị chia mỗi người 50 chị Panda. Được á, nhưng mà chị canh nhiều hơn cưng nghe hết. Rồi ok chị Panda luôn. Ơi, tội nghiệp bé cấp 3 quá, nó sắp bị bán ở bên làng bỏ vô rập xiết rồi mấy bạn ơi, tội nghiệp quá chừng luôn à. Mấy em động vật thì phải được tự do chứ. Ủa gì vậy? Hello bé mèo. Thì cái con mèo này là ở đây không biết làm cái giống gì đó, nó kêu ngao 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 đòi ăn hoài luôn mọi người. Tôi đói bụng mồm muốn ăn không? Nè, chị cho em miếng thịt. Ủa chạy đâu vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên Lợi kêu chưa cho ăn nữa, nó chạy rồi ngao 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 ăn ăn gì nè. Ăn đi. Nè đói bụng thì chị cho em ăn thịt nè. Đó, thịt đó, ăn đi. Ủa, nó hầu như nó không chịu ăn thịt mọi người ơi. Nó chạy là chuồng của con cá ba hả? Ủa, nó đang ăn chạy là chuồng của chị Bánh Đa kìa. Ê, cái gì có con mèo đây vậy? Đi ra. Trời ơi, bực mình. Mèo về nhà con, về nhà về. Chị Bánh Đa xích chút nữa là phát hiện ra mình rồi. Sao vậy? Sao em cứ chạy ra chuồng con cấp 3 hoài vậy? Một con cấp 3 đó là bạn của em hay gì vậy? Nhìn thấy thương quá à. Ui, con mèo này nó hiểu tiếng người hay gì vậy ta? Nó là bạn của con cấp 3 này mọi người. Thấy thương quá. Em muốn chị cứu con cấp 3 đúng không? Ui, nó gật đầu nữa kìa. Dễ thương quá à. À thì ra là hai đứa là bạn. Thôi chưa tội nghiệp không, động vật nó cũng biết suy nghĩ, nó cũng có cảm tình vậy mấy bạn. Nó thấy bạn nó bị nhốt nó buồn kìa. À vậy là em muốn hả chị giúp đỡ em cứu con cấp 3 chứ gì? Chị cũng muốn cứu bé cấp 3 lắm luôn á. Em muốn cứu bạn của em thì em phải hợp tác với chị nha. Bây giờ em đi theo chị nè, đi từ từ theo phía sau chị thôi, đừng để cho bà Bánh Đa thấy nha. Hello chị Bánh Đa, chị đang làm gì vui quá ạ? Rồi bây giờ chị không có rảnh đâu chị. Hello chị, nói thiệt cái cưng nha mèo, chị chóng mặt dữ lắm rồi, sáng giờ chị chóng mặt nhức đầu dữ lắm rồi, đừng có chào hỏi gì nữa đó, chị mệt lắm. Em cũng sắp chóng mặt nhức đầu với chị lắm rồi, chị có thể nào mà đứng yên rồi chị Bánh Đa em không chị Bánh Đa? Chị mà để mất con cấp 3 một cái là chị tới số chị với em với chị Bánh Đa. Trời ơi em đi ngủ á. Nó không có bắt được với chị đâu, nó chuẩn bị chóng mặt với chị rồi nè, mệt quá. Nó chưa chóng mặt lại là em ói trước nè, chị Bánh Đa chịu hết nổi, chị đứng yên giùm em đem lại chị Bánh Đa ơi. Cái gì cứ nói đi, chị nghe bằng tai chứ phải nghe bằng đôi chân, cứ nói như này. Ok, không nhìn chị Bánh Đa, nó nhìn bả hồi hai con mắt của mình chắc lé luôn. Chị Bánh Đa nói chị nghe, trong nhà của em phát hiện ra tầng hầm bí mật cái dấu kim cương. Hôm bữa em đi vô đó thấy rất là nhiều. Chị, tầng hầm bí mật dấu kim cương à? Đúng rồi. Nó nghe nè, cái chuyện đó đâu có lạ gì đối với chị đâu mèo, chị biết rồi. Tầng hầm không có cửa không có khóa. Đi vô nó hỏi là lấy chị cũng lúc ơi chị biết rồi, đừng khỏi nói đi, khỏi nói, chị không có vô đâu. Sau đây chị Bánh Đa không thích kim cương nữa hả ta? Trời ơi, con mèo em chui vô chuồng cấp 3 chị rồi kìa. Trời ơi con mèo đi ra, sao mà cứ chui vô trong cái chuồng này vậy? Ủa xà chưa? Ui, ấy, đi con mèo đáng ghét đi ra coi. Quýnh là giờ này mèo méo đi ra. Chạy đi chạy đi. Đó thấy chưa? Đó ủa con mèo này chị Bánh Đa trời ơi, chí nó nói chị Bánh Đa cho nó bỏ cái thật. Đúng rồi, chạy xa đi chị Bánh Đa tiếp luôn cái gì đâu. Mèo chạy càng xa càng tốt luôn. Ta sẽ cắt lại mèo ơi. Ui, bé mèo giỏi quá à. Các ba đứng đi để chị đào cho em đi ra nha. Tính ra coi chừng chị đào trúng em á. Rồi đi ra được chưa? Cửa lớn lắm luôn mà, đi ra đi. Lẹ lên. Đó. Mèo ơi. Ai? Mèo. Mày đang làm cái trò gì vậy mèo? À thì ra mèo qua đây để thả con cấp 3 ra chứ gì. Mèo tới số mèo với tôi. Chạy đi đâu hả con cấp 3? Đứng lại chưa? Đứng lại. Chạy đi em ơi, sao còn đứng ở đây vậy? Mày chạy cấp 3. Ấy da, con cấp 3 này nó dám tấn công lên mình hả? À, mày quấn lộn với nó gì? Ấy da, mày vô đây quấn lộn với tao đấy. Ui da, cấp 3. Con mèo ơi. Ấy da. À, mày dám phản kháng à? Chị Bánh Đa, con cấp 3 nó tính bỏ chạy nè. Con cấp 3 nó chạy rồi. Ấy da, nó đá đít tôi mèo ơi. Ui da. Sáng giờ hiểu lầm đó. Ấy da, nó đá đít tôi. Ấy da. Ui da. Nó giận rồi. Cấp 3 bình tĩnh mà đừng giận nữa. Mày đừng có đánh tao nữa. Bắt nó vô chuồng hết rồi. Mày bắt nó vô chuồng luôn, Ấy da, nó đá vô đầu em chịu đau. Ấy da. Thả nó ra đi. Cấp 3 nó giận lên rồi nó không chịu. Thả nó ra đi. Tôi sẽ không thả nó ra, tại vì tôi sẽ bắt nó được mày ơi. Ấy da á. Trời đất ơi. Dám đá đồng đậu của chị, tao muốn nó lấy cái đầu đó. Nó tung vô đầu. Con cấp 3 này á mình sao rất là hiền. Thiết đầu công nè. Mèo ơi, em giải quyết bạn của em đi, bạn của em vậy nó không giữ quá, nó gặp ai nó cũng quýnh kìa. Rồi, các ba bình tĩnh lại chưa? Chị biết là từ sáng tới giờ hai người này nhốt em nhiều rồi, nhưng mà giờ em cũng đánh là được rồi, làm hai cho hai người đó đi nha. Đó, đúng rồi, hai đứa đi về nhà đi. Mèo dẫn bạn về đi mèo. Giờ hai đứa đoàn tụ rồi đó, bé mèo chị cho hai đứa thịt nè đó, đem về nhà ăn đi nha. Ui, cái gì vậy? Hả? Ôi con cá bạc. Wow, hai đứa này hình như nó trả ơn cho mình nè, bằng con cá với cái gì vậy ta? Cái nón cấp 3 hả? Mình đội lên thử có được không? Cái này đội lên nhìn mắc cười quá mọi người ơi. Trời ơi, cái này là cái nón ở trên đầu con cấp 3 kìa. Rồi, cảm ơn hai đứa nha, bye bye, thượng lộ bình an nha. Ui dễ thương quá à. Ui là trời đất ơi, có con cá nữa nè, lấy hả đem về nhà. Con cấp 3 đâu rồi? Hả? À, con cấp 3 đây rồi, đứng lại tấm đây nè. Con cấp 3 dám đánh tao vậy? Tôi đánh không phải cấp 3 là tôi nè. Nói đi chị Bánh Đa. Trời đất ơi, cái này ghê luôn á hết. À, giờ mày thích chạy đâu mà con cấp 3 em ghét nè. Chạy hết, dừng lại tầm khoảng 2 giây, dòm đi. Ủa, mèo hả? Con cấp 3 của ông đó vì nó đánh ông nên tôi đã đánh nó xịt khói rồi, còn con mèo của tôi đánh nó xịt khói rất là con cá. Thấy ghê chưa? Tôi đã đánh 100 viên emerald rồi hết ơi. Mèo đền cho tôi 100 viên emerald mau. Nè, thì cái nón trên đầu của nó đi bán thử đi cũng được 100 emerald. Nón này cái nón này đội vô. Đó thấy chưa? Đội vô nhìn giống cấp 3 mẹo. Giống lắm luôn á. Giống hả? Ừ, y chang cấp 3 luôn kìa. Nhìn thấy Hương à? Thôi làm cấp 3 là tôi đi là người đi ăn cắp cá đó hết luôn quá. Ừ, không được chị Bina ơi. Mình cần con cấp 3 chứ mình không cần cái nón cấp 3 chị Bina rồi. Ngày mai tính sau. Em hứa với mấy ông dân làng là em sẽ đưa cho ổng con cấp 3 rồi để lấy 100 mà đồ rồi. Thôi cái này là chị Bina, tại chị nè, chị đã làm lơ là chị làm mất cấp 3 nè. Cái này là chuyện của hai người không có lông giặt mà đòi đem đi bán đưa lên tội lắm luôn á nha. Thôi tôi đi về đây. Không biết bé mèo với bé cấp 3 về nhà có an toàn không nữa, mình lo lắng ghê luôn. Cái chắc là phải đi tìm một ít thông tin thôi mọi người. Bán người cá cấp 3, bán người rùa cấp 3 lai gấu trúc đây. Mấy ông ơi, 100 emerald, chỉ cần 100 emerald mấy ông sẽ sở hữu ngay một người nô lệ cấp 3. Cấp 3 gấu trúc đây. Hết ăn đắt lắm trong gì vậy? Nữa hết rồi. Mèo né ra cho tôi làm ăn mèo. Bán cấp 3 gấu trúc đi. Cái đó là chị Bina và hai người làm giống gì vậy? Tại bả làm mất con cấp 3 rồi, bây giờ tôi phải bắt bả trả giá cho cái việc đó. Chị Bina hả? Con biết cái người làm mất cấp 3 là ai không? Là mèo đó. Em không quan tâm, em giao nhiệm vụ cho chị giữ mà chị giữ không được là sáng nay em bán chị luôn chị Bina. Ông mua không? Tôi giảm giá cho ông gần 50 em rồi thôi cũng được. Bán chị Bina đi. Vàng lại cứ bán có 100 mấy emerald vậy. Ôi ông này ông trả cho cái quần này chị Bina. Trời ơi ông nào vô duyên cái trời. Ông này quan cho tôi cái quần vậy. Giá trị của chị được rồi. Trời ơi, được rồi mấy ông không biết giá trị của. Mày ông lắc lắc nè. Ông mua không? Ông mua không? Ông này cũng lắc đầu hết vậy. Chị đây. Chị Bina, chị đây có từ làm như vậy rớt giá cấp 3 đó chị Bina. Thôi, chị cố gắng đi chị Bina. Ôi mệt chị ghê luôn á. Ông mua không? Ông mua không? Ông mua không? Con cấp 3 tao xịt khói lên mũi rồi kìa. Trời ơi chị Bina, trời ơi ông quăng cho tôi cái quần mà tôi không bán cho ông cái quần đâu. Ui, bực cái mình ghê á. Rồi cuối cùng cách nào tiệm nó có cấp 3 nữa đây. Thôi trời ơi ông Phú chắc là hết thuốc chữa rồi mấy bạn ơi, ghiền con cấp 3 tới mức đó luôn rồi. Chị Bina không được rồi chị Bina ơi, em bán chị cũng được rồi, em chị lên đường đi tìm con cấp 3 tiếp nè chị Bina. Tới cái này nè chị Bina. Thiệt luôn á hả? Chứ sao nữa mèo, tụi tôi phải nhất định bắt được nó tại vì nó đang trộm cá của tôi rồi. Hy vọng là mọi người có thể nói cho ông Phú biết là con cấp 3 nó không ăn trộm cá của ổng ha mọi người ha. Chứ bây giờ mình thấy tình hình là ông Phú với chị Bina là coi như là không còn cái gì luôn rồi. Bây giờ thì chắc là bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình nha. Mấy bạn nhớ là vào video mới nhất cũng có bình luận để nói cho ông biết tất cả mọi chuyện nha mấy bạn. Tôi về đây, tôi nản hai người quá rồi. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.